Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review. Như vậy thì Apple đã chính thức trình làng bộ 3 iPhone mới của năm nay. Và sự kiện này đang nguội dần lại chờ đến ngày mở bán chính thức trong những ngày tới đây. Và trong khi chờ đợi thì hôm nay mình sẽ mang tới cho bạn một thông tin khác thú vị không kém liên quan tới một dòng sản phẩm khác của Apple. Thông tin cụ thể như nào thì xin mời bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Như chúng ta đã biết thì ngoài thị trường smartphone ra, chúng ta còn có những chiếc máy tính bảng và hiện tại Apple chính là ông trùm ở sân chơi này với những chiếc iPad. Với nhiều điểm mạnh như là nền tảng iOS độc quyền tối ưu tốt, hiệu năng mạnh mẽ và pin có thời lượng sử dụng lâu dài, iPad nhanh chóng chiếm được sự quan tâm của người dùng công nghệ trên toàn thế giới. Và điều này khiến cho Apple gặt hái được nhiều thành công nhìn thấy so với những đối thủ khác. Nếu các bạn đang quan tâm tới những chiếc iPad này, có thể qua ngay các showroom của Di động Thông minh trên toàn quốc để sở hữu ngay cho mình một chiếc. Đặc biệt, sản phẩm iPad Air 2 kể từ ngày hôm nay sẽ có chương trình khuyến mãi giảm thêm 500.000 đồng trực tiếp vào giá bán của máy. Cụ thể, chương trình khuyến mãi này sẽ áp dụng dành riêng cho sản phẩm iPad Air 2 phiên bản 64GB bên trong. Như vậy, sau khi giảm giá, chiếc iPad này chỉ còn 5.990.000 đồng cho phiên bản 16GB. Và đặc biệt, trong thời gian này, phiên bản 64GB sẽ gần như đồng giá với bản 32GB, chỉ còn 7.090.000 đồng. Các bạn lưu ý rằng chương trình khuyến mãi này sẽ kéo dài trong thời gian 1 tuần, kể từ ngày hôm nay tới ngày 22 tháng 9 năm 2018. Nếu các bạn hãy nhanh tay để không để lỡ mất món hời này, đặc biệt những bạn nào đang cần mua một chiếc iPad để về chơi game hoặc là xem phim ở nhà. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghệ và 16 showroom trên toàn quốc, Di động Thông minh cam kết chỉ bán ra những sản phẩm iPad cũ nguyên bản, tuyệt đối nó không với hàng dựng, hàng kém chất lượng. Tất cả những sản phẩm iPad trước khi tới tay của khách hàng đều đã được thông qua những bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo máy hoạt động ổn định nhất. Để giúp khách hàng yên tâm sử dụng, các sản phẩm iPad sẽ được đổi trả miễn phí trong vòng 30 ngày. Khi mua, các bạn cũng sẽ được tặng thêm bao da để bảo vệ máy khỏi bị va chạm gây ảnh hưởng tới vẻ đẹp bên ngoài. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tham khảo thêm các gói bảo hành mở rộng cho sản phẩm này lên tới 45 ngày đủ trả, bảo hành 15 tháng hơn cả máy mới, bao gồm cả nguồn, màn hình, vân tay và đặc biệt chấp nhận bảo hành ngay cả khi máy bị rơi móc. Nói lại một chút về iPad Air 2, hiện tại giá của sản phẩm này đang ở mức rất tốt, đặc biệt với phiên bản 64GB đã giảm thêm 500.000 đồng lại càng khiến cho chiếc iPad này đáng mua hơn rất nhiều. Thay vì chọn mua phiên bản 16GB, các bạn chỉ cần bỏ thêm khoảng 1 triệu đồng để có được một không gian lưu trữ thoải mái hơn với 64GB bên trong, không lãng phí khả năng chụp ảnh khá tốt của máy với camera 8 chấm hoặc có những bộ phim bóng tấn vào trong máy để xem offline khi không ở nhà. Có chiếc Apple A8X hiện tại vẫn thoải mái mang cho các bạn những trải nghiệm giải trí đã nhất trong tầm giá, chiến tốt mọi tựa game phổ biến bậc nhất hiện nay. Ngoài ra, iPad Air 2 còn rất nhiều điểm nổi bật khác như là ngoại hình mỏng, nhẹ, đẹp, cảm biến vân tay siêu nhẹ trên iOS 12 và đặc biệt thời lượng pin đáp ứng tốt nhu cầu giải trí trong ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc iPad Air 2 này hay bất kỳ sản phẩm nào khác, xin mời các bạn truy cập vào website diđộngminh.vn. Link sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới mô tả của video này để cho các bạn dễ dàng tham khảo hoặc tới trực tiếp các showroom của Di động Thông minh trên toàn quốc để được trải nghiệm sản phẩm trực tiếp. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên bấm like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo của các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.